Nốt ruồi ở đùi phụ nữ tốt hay xấu? Nữ giới có nốt ruồi ở đùi trái thì vận mệnh may mắn hơn người, mọi công việc đều gặp thuận lợi, khi khó khăn đều có quý nhân trợ giúp. Vị trí nốt ruồi này có thấy người phụ nữ có đầy đủ tiền của, công danh thành công ngoài mong đợi. Sau tuổi 40, những người này sẽ có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc và sung sướng bên gia đình. Nốt ruồi ở đùi phải phụ nữ. Vị trí nốt ruồi ở đùi phải cho thấy đây là mẫu phụ nữ có nhiều tham vọng trong cuộc sống, luôn có lý tưởng sống và mục tiêu riêng mình. Không chỉ trong công việc, những cô gái này trong tình yêu cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với nửa kia. Nếu biết trau dồi để phát triển bản thân tốt đẹp hơn, biết rõ khả năng và vị trí thật sự của mình, không mong muốn những thứ quá tầm với thì sự nghiệp, hôn nhân của họ sẽ được êm ấm và trọn vẹn. Nốt ruồi ở trước đùi phụ nữ. Đối với nữ giới khi có nốt ruồi ở trước đùi thể hiện đây là những người phụ nữ hiền lành, nhu mì, nhiều khi hơi nhẹ dạ cả tin nên dễ bị lợi dụng. Cuộc sống vật chất không giàu sang nhưng tinh thần họ luôn yêu đời, lạc quan và thoải mái. Những người này nên trau dồi kỹ năng, quyết đoán hơn trong công việc, dám thể hiện bản thân và có chính kiến trước mọi vấn đề thì đường công danh sự nghiệp chắc chắn sẽ thành công như mong muốn. Nốt ruồi ở sau đùi phụ nữ. Phụ nữ có nốt ruồi ở sau đùi là những người cực kỳ ưu tú và xuất sắc, bản lĩnh, thông minh và tài giỏi. Trong công việc, họ có khả năng nhận định sắc bén, tầm nhìn tốt và khả năng lãnh đạo bẩm sinh nên luôn đưa ra các quyết sách thành công. Những người phụ nữ có nốt ruồi tại vị trí sau đùi luôn gặp may, thuận lợi và suôn sẻ trong cuộc sống. Vì thế mà cuộc sống của họ luôn ấm êm, giàu sang phú quý, hạnh phúc đong đầy và viên mãn.